Trần Quỳnh Liệt xin kính chào mọi người ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem bé cháu gái Thu Thủy của mình ha. Bé hiện nay 4 tuổi, bé lội rất là giỏi ha. Ở miền Tây sông nước thì mình cũng cần biết lội để tránh đuối nước mùa lũ ha mọi người. Rồi, hai em đứng ở phía sau là hai người anh ha. Một đứa là con của Quỳnh Liệt, một đứa là cháu. Bây giờ chúng ta hãy xem Thu Thảo lội như thế nào nhé. Các bạn trẻ cố gắng tập theo Thu Thủy. Xin lỗi Thu Thủy nha. Cười, bé Thu Thủy cười. Kêu chặt tên hả con? Rồi, Thu Thủy lội như thế nào ha? Để mình học theo. Để mùa nước lũ mình không bị đuối nước ha. Rồi, hai anh hỗ trợ cho em nha. Rồi, chuẩn bị xem Thu Thủy lội nè. Đây. Rồi, bắt đầu ha. Các em bắt đầu lội ha. Thu Thủy bắt đầu lội dưới sự giám sát của hai người anh lớn ha. Khoảng cách khoảng 20 mét. Rồi, mọi người xem ha. Thu Thủy lội rất là giỏi. Mình kêu tên Thu Thảo là nhầm với tên của chị. Chị của Thu Thủy. Mọi người thấy tuyệt vời không? Rồi, bé đã lên tới cầu. Rồi, lên con. Rồi, lại gần máy tí. Mệt không? Thu Thủy mệt không? Không mệt luôn. Giỏi người ta. Rồi, con chào khán giả đi. Chào. Rồi, giỏi quá.